Em chào bác nha, giới thiệu bác một cái mẫu mà máy xay sinh tố của Yoroshi, mẫu con dôi nè, mẫu này gọi tắt là con dôi, điện áp 100V, công suất là 255W, mẫu này hàng đấu giá mới 989% nhưng chưa sử dụng các bác nè, em xay các bác coi nè. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái máy sinh tố, các bác xay cua được nè, xay đá bi đồ được nè, mua cái này cho em nha, mới là đẹp lắm, còn cái thùng này các bác thấy không đó, cái thùng đó. Đó, thì hàng của em là hàng đấu giá, lưu ý thì là điện 100V, hàng của Nhật điện 100V. Nó có cái này để mình giữ cái dây này rất là tiện lợi và đẹp. Em qua cho mình cận cảnh thôi nè. Đó đẹp lắm nha, nhức nách luôn. Bác nào có nhu cầu thì inbox liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Em cho các bác coi cái chi tiết. Lưỡi titan có thủy tinh titan vàng không gỉ. Đó, xài không gỉ bén lắm nè. Có thủy tinh đẹp. Thì như em nói là mới 98-99% như chưa sử dụng, hàng đấu giá thì rất là đẹp và bền, nó có giá trị sử dụng. Thì mình có nhu cầu và mình biết giá trị sử dụng thì mình mua giùm em nha, mới đẹp từ mm đường kim mũi chỉ luôn, hiệu Yoroshi, thương hiệu quốc dân của người Nhật. Em đảm bảo nếu mà mua cái này, cái chất lượng và cái độ bền thì khỏi phải bàn, khỏi phải chơi. Cái này là gắn vô đây là để mình gắn cọng dây nè các bác, gắn đây nè, còn cái này mình đặt lên đây vậy nè là nó sẽ hết xuống, nó dính cọng dây vô đây nè. Rồi bây giờ em sẽ là cắm điện và hướng dẫn mình xài và test cho mình cho xem nha, giá cả sẽ công khai. Rồi các bác em sẽ đã cắm điện rồi, bây giờ mình xây cho em, xây cho các bác coi nè. Đó, xây rất là êm luôn nha các bác. Cái này là chế độ xây mạnh, cái nút này là tắt, còn nút cái này là nhấp, là cũng như mình mới đổ đồ vô đặt quá mình nhấp nhấp cho nó lỏng ra đó, rất là êm nha các bác. Máy này là thuộc con hút vip xịn sò của hãng Yoroshi, cái thương hiệu này gọi là đình đám ở Nhật luôn. Đây nè, cái này là xây nhẹ nè, cái này là xây mạnh nè, này là tắt nè, đó ngon lành nha. Thì liên hệ với em 0919407501, em ship hàng thì có cọc. Thì cái cấu này em bán cho mình với giá là 1.400.000 đồng, thì cái giá này là nó bao hợp lý nhất có thể, không có rẻ hơn được nữa đó, giá em bán là không thay đổi. Mình mua hàng thì mình vô lòng cọc cho em là 200.000, thì tiền cọc cũng chưa vào tiền hàng thôi, nếu mà mình cọc thì mình trả tiền ship, còn nếu mà chuyển khoản đủ 1.400.000 là em bao ship cho mình đó. Thì em bán như thế nào, nhận hàng như thế nấy, không thêm không bớt đó, nhận hàng mà được kiểm tra trước mặt bưu cục đó. Thì em bán cho các bác là một cái mẫu, nhắc lại là cối xay sinh tố Yoroshi đó, mẫu này rất là đẹp, hàng đấu giá mới 98-99%, em đang sale với giá là 1,4 triệu, 1,4 triệu, 1.400.000 đồng. Mua thì cọc cho em là 200.000 đồng, còn chuyển khoản đủ là em bao ship. Lưu ý cọc là các bác trả tiền ship. Hẹn gặp lại các bác nha ở những video tiếp theo, chúc bác nhiều sức khỏe. Mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, cảm ơn các bác.